Bonjour à tous. Chào các em trở lại với video hướng dẫn học tiếng Pháp theo giáo trình Ante Ego A A Méthode de Français. Bài trước chúng ta tìm hiểu về Leçon A, parler de son quartier, de sa ville. Leçon 2, chúng ta tìm hiểu về s'informer sur l'hébergement. L'hébergement, như mình đang dẫn, đó là gì? Chỗ ăn, chỗ ở. Nó gần gần như accommodation trong tiếng Anh. Ok, on commence la leçon. Trước hết các bạn quan sát là site internet. C'est un site d'internet. Đó là một cái trang web được chích ra, cắt ra trong giáo trình. www avec friend.org et qui a frein au berge. Ở đây có từ Chijou à l'Obert de Gilles, Cassagol, la vie de Cassagol, le FOL, le serveur de voyageurs. Là gì ạ? Những cái chuyến đi du lịch mà ở đây là auberge de jeunesse, chính là các cái người ta có thể dịch thơ thơ gọi là ký túc xá sinh viên, những cái khu trọ mà chỉ dành cho sinh viên ở ở vùng Cassagol, thành phố Cassagol là Fouergue. Chúng ta quan sát một cái auberge, chúng ta có các cái auberge info là các cái như kiểu là information này, description là cái sự miêu tả này, asset là cái mà tiếp cận, tiếp cận đến là nó nằm ở đâu, nằm ở vị trí nào, vân vân. Các cái animation làm sao, acquisition làm sao. Rồi ở đây ta có gì ạ? Giờ mở cửa này, auberge, accueil, vân vân. Các cái symbol của một cái khách sạn. Trước hết chúng ta quan sát bài số 1. Vous avez cette page du site Fédération Auberge de Jeunesse. Dites si les informations sont données. Chúng ta sẽ cùng được nghe một cuộc hội thoại giữa l'employé và Philippe. Người sẽ đặt phòng. Faire la réservation. Chúng ta sẽ cùng nghe. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nghe trong lần thứ nhất, tôi sẽ tìm hiểu đơn giản. Đó là họ nói gì trong tổng số 6 thông tin dưới đây. Tức là chúng ta có bài số 1, 6 thông tin. Chúng ta sẽ cùng quan sát một thông tin, từng thông tin một, sau chúng ta duyệt đọc. Date d'ouverture, đi từ động từ ouvrir, và giờ ngày mở cửa. Activité, các hoạt động. Horaire d'ouverture, lịch trình mở cửa. Equipement, các cái trang thiết bị. Condition de réservation, tarif, tức là cái điều kiện về cái giá vé của cái réservation, của cái sự đặt phòng đó. Nó bao gồm cái gì? Bao gồm petit déjeuner, inclus, v.v. Coordonnées, tức là các cái thông tin cá nhân như address, numéro de téléphone, ou numéro de address, de l'adresse électronique, v.v. Chúng ta sẽ xem là 6 thông tin này, thông tin nào được nhắc tới. Alors, vous avez bien, écoutez bien, écoutez attentivement. Quelle page? 38. Dossier 2. Ici, ailleurs.
Leçon 2. Passer une nuit. Activité 2. Auberge de jeunesse de Carcassonne, bonjour. Bonjour madame, je téléphone pour une réservation. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Nous sommes trois. Samedi? Samedi 14? Je regarde. Ah, vous avez de la chance. Il y a encore une chambre à trois lits. Vous voulez rester combien de temps? Deux nuits. Deux nuits. Oui, oui, c'est possible. Et quel est le prix par personne? 15,80€ par jour et par personne. Très bien. Et est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Oui, petit déjeuner et drap inclus. Et est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Ah non, les douches et les WC sont à l'étage. Bon, bah c'est d'accord. Je voudrais réserver la chambre. Vous avez la carte d'adhérent? Ah oui, bien sûr. Votre nom? Amada. Philippe Amada. Philippe Amada. C'est bon. Réservation pour samedi prochain, le 14, une chambre à trois lits. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Ý, vous avez des réponses? Chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần nữa. Và chúng ta trước khi chúng ta nghe lại thì chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi. Chúng ta nghe được. Combien de personnes y a-t-il dans le dialogue? Oui, il y a deux. La première, c'est l'employé. Oui. La deuxième, c'est Philippe. Et ils ont un dialogue téléphonique pour réserver une chambre pour le voyage de Philippe Amada. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần nữa. Và trong lần nghe này chúng ta sẽ cần chú ý hơn một chút để làm được bài số 1. Đã có họ nói gì về những vấn đề này? Dossier 2. Ici, ailleurs. Leçon 1. Le quartier a la parole. Activité 1. Pardon messieurs, c'est pour le magazine Cité Mag. Vous avez... Dossier 2. Ici, ailleurs. Leçon 2. Passer une nuit. Auberge de jeunesse de Carcassonne, bonjour. Bonjour madame, je téléphone pour une réservation. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Nous sommes trois. Samedi? Samedi 14? Je regarde. Ah, vous avez de la chance. Il y a encore une chambre à trois lits. Vous voulez rester combien de temps? Deux nuits. Deux nuits. Oui, oui, c'est possible. Et quel est le prix par personne? 15,80€ par jour et par personne. Très bien. Et est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Oui, petit déjeuner et drap inclus. Et est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Ah non, les douches et les WC sont à l'étage. Bon, bah c'est d'accord. Je voudrais réserver la chambre. Vous avez la carte d'adhérent? Ah oui, bien sûr. Votre nom? Amada. Philippe Amada. Philippe Amada. C'est bon. Réservation pour samedi prochain, le 14, une chambre à trois lits. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Oui, merci. Un peu rapide et un peu difficile pour écouter, mais les informations basiques, les informations pour les étudiants débutants est demandées ou est mentionnées, sont mentionnées avec la date d'ouverture, đúng không? Người ta có nói đến date d'ouverture không? Tất nhiên là không rồi, đúng không? Activité.
Oui, bien sûr, non. Arrêt du voiture? Non. Équipement? Oui, équipement, ce sont des chambres avec les douches et avec double WC à l'étage. Et chambres. Conditions de réservation comme le thé gif avec le petit déjeuner ou un non petit déjeuner et le condamné comme Philippe Amada. Philippe Amada. Dans la tête, mon gars. Oui, d'accord. Maintenant, on écoute la deuxième fois et fait de l'exercice 2. Écoutez la demande de réservation et dites qui pose chaque question. L'employé ou Philippe? Chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần nữa. Vậy xác định xem là ai đã đặt những câu hỏi gì đây. Il y a six questions. 1. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? 2. Vous voulez gaster combien de temps? 3. Quel est le prix par personne? 4. Est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? 5. Est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? 6. Vous avez la carte d'adhérent. Maintenant, on écoute. Dossier 2. Ici, ailleurs. Leçon 2. Passez une nuit. Auberge de jeunesse de Carcassonne, bonjour. Bonjour madame, je téléphone pour une réservation. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Nous sommes trois. Samedi 14. Je regarde. Ah, vous avez de la chance. Il y a encore une chambre à trois lits. Vous voulez rester combien de temps? Deux nuits. Deux nuits. Oui, c'est possible. Et quel est le prix par personne? 15,80€ par jour et par personne. Très bien. Et est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Oui, petit déjeuner et drap inclus. Et est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Ah non, les douches et les WC sont à l'étage. Bon, bah c'est d'accord. Je voudrais réserver la chambre. Vous avez la carte d'adhérent? Ah oui, bien sûr. Votre nom? Amada. Philippe Amada. Philippe Amada. C'est bon. Réservation pour samedi prochain, le 14, une chambre à trois lits. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Oui, c'est facile. Alors, la première, est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Thưa ngài, ngài có còn phòng, ngài có còn chỗ cho thứ bảy tuần trước được không? Oui, như vậy câu này phải của Philip. Vous voulez gaster combien de temps? Ngài muốn ở lại trong bao lâu? Câu này của serveur ou employé. Employé của nhân viên của cái auberge jeunesse. Auberge de jeunesse de Cassarolles. Quel est le prix par personne? Một người thì phải trả bao nhiêu tiền? Như vậy câu này của Philip. Est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Trong cái giá mà tôi trả đấy thì đã bao gồm ăn sáng chưa? Câu này của Philip. 5. Est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Câu này chắc là của Philip. Tất nhiên là của Philip rồi, bởi vì nếu như người chủ khách sạn thì phải biết thừa cái đó đúng không? Et la 6. Vous avez la carte d'adhérent? Câu này là của l'employé. Maintenant, on écoute. Và các bạn hãy tưởng tượng các bạn là serveur ou serveuse, l'employé ou l'employé de l'auberge de jeunesse de Carcassonne. Và các bạn sẽ có nhiệm vụ. Các bạn sẽ có nhiệm vụ là nghe, sau đó hãy noter bien những cái informations utiles pour réserver une chambre ou quelques chambres à l'hôtel. D'accord? Maintenant, on réécoute. Dossier 2. Ici, ailleurs. Leçon 2. Passez une nuit. Activité 2.
de jeunesse de Carcassonne, bonjour. Bonjour madame, je téléphone pour une réservation. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Nous sommes trois. Samedi? Samedi 14? Je regarde. Ah, vous avez de la chance. Il y a encore une chambre à trois lits. Vous voulez rester combien de temps? Deux nuits. Deux nuits. Oui, c'est possible. Et quel est le prix par personne? 15,80€ par jour et par personne. Très bien. Et est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Oui, petit déjeuner et drap inclus. Et est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Ah non, les douches et les WC sont à l'étage. Bon, bah c'est d'accord. Je voudrais réserver la chambre. Vous avez la carte d'adhérent? Ah oui, bien sûr. Votre nom? Amada. Philippe Amada. Philippe Amada. C'est bon. Réservation pour samedi prochain, le 14, une chambre à trois lits. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Oui, merci bien. Như vậy chúng ta đã có được câu trả lời chưa? À, chúng ta có thể noté được những gì? Vous avez noté bien? Tất nhiên chúng ta sẽ noté được rất nhiều thứ đó. D'accord, on va noter. Chúng ta sẽ cùng check lại xem các bạn noté được những gì nha. Dossier 2. Ici, ailleurs. Leçon 2. Passer une nuit. Activité 2. Auberge de jeunesse de Carcassonne, bonjour. Bonjour madame, je téléphone pour une réservation. Ah, Philippe nói là je téléphone pour une réservation. Tôi gọi điện để cho một sự đặt phòng nào đó. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Nous sommes trois. Nous sommes trois. Cụm từ nous sommes trois ở đây ám chỉ chúng tôi có ba người. Như vậy, numéro de personne là trois personnes. Tiếp. Samedi 14. Samedi 14. Như vậy, la date là samedi prochain. Thứ bảy tuần tới rơi vào le 14, ngày 14. Je regarde. Ah, vous avez de la chance. Il y a encore une chambre à trois lits. Il y a encore... Ah, vous avez la chambre. Oh, bạn vẫn còn may mắn đó. Il y a encore une chambre à trois lits. Như vậy là numéro de chambre là gì ạ? 1 và 3 lits. Ba cái giường. Ensuite, vous voulez rester combien de temps? Deux nuits. Rester combien de temps? Muốn ở lại trong bao lâu? Deux nuits. Trong bao lâu? Deux nuits. Hai đêm thôi. Deux nuits. Oui, c'est possible. Et quel est le prix par personne? 15,80€ par jour et par personne. Chúng ta có prix. Mà prix này là par personne. Và bien sûr, par jour. Là bao nhiêu ạ? 15,80€. Très bien. Et est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Oui, petit déjeuner et drap inclus. Ah, ensuite, avec le petit déjeuner. Petit déjeuner, là, bữa ăn sáng. Petit déjeuner. Est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Ah non. Phòng thì non salle de bain, không có nhà tắm. Non salle de bain.
Ensuite. Les douches et les WC sont à l'étage. Bon, ben c'est d'accord. Les douches et les WC sont à l'étage. Như vậy chúng ta có les douches, vòi hoa sen này, et les WC ở đâu ạ? Ở à étage. Ở dưới tầng ấy. Voudrais réserver la chambre. Vous avez la carte d'adhérent? Ah oui, bien sûr. Và ông này có carte d'adhérence, tức là thẻ hội viên, thẻ thành viên. Một cái dạng thức gì đó mà cái thẻ mà cái aubergement này người ta cung cấp cho những người đi du lịch đã có. Votre nom? Amada. Philippe Amada. Rồi, và cuối cùng, người đặt phòng là Philippe. Philippe Amada. 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 Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần nữa toàn bộ bài hội thoại. Và trong lần nghe này sẽ khó hơn một chút, bởi vì chúng ta có rất là nhiều việc cần phải làm. Trong lần nghe này, các bạn hãy chú ý vào bài tập đoạn hội thoại ở đây ạ. Đó. Nhiệm vụ của các bạn là écoutez le dialogue et complétez les mails de Philippe. Philippe sẽ gửi một cái mail cho Frank để nói rằng là tôi đã đặt phòng khách sạn. Vừa rồi chúng ta đã nghe rồi, vậy bây giờ các bạn sẽ cùng điền với mình nha. Chắc là sẽ dễ thôi mà. Đã có. Salut Frank, j'ai téléphoné à l'auberge de jeunesse pour faire une réservation, c'est ok. Réservation pour deux nuits, à partir de le 14, hoặc de samedi prochain, sauvegue à trois lits, avec les douches et les WC à l'étage. Câu tiếp theo là giá cả đó. Nó phải điền gì? 15,80€ par personne par jour et de rap inclus dans le prix là le petit déjeuner. Đúng không ạ? Carte d'adhérent obligatoire. Bien sûr. Voilà. N'oublie pas les billets de train. Je t'appelle maman. Chúng ta chú ý này, cách gửi mail của người Pháp. Người ta có A là từ đâu, đờ đó, từ đâu. Còn A ở dưới đây, CC ấy, là tới đâu, đúng không? Và objet là cái nội dung mail của người ta chủ yếu là réservation auberge. Chúng ta sẽ cùng nghe lại và cùng check trong bài tập của giáo án. Dossier 2. Ici, ailleurs. Leçon 2. Passez une nuit. Ça, c'est pour viser. Activité 2. Auberge de jeunesse de Carcassonne, bonjour. Bonjour madame, je téléphone pour une réservation. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Nous sommes trois. Samedi. Samedi 14. Je regarde. Ah, vous avez de la chance. Il y a encore une chambre à trois lits. Vous voulez rester combien de temps? Deux nuits. Deux nuits. Oui, c'est possible. Et quel est le prix par personne? 15,80€ par jour et par personne. Très bien. Et est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Oui, petit déjeuner et drap inclus. Et est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Ah non. Les douches et les WC sont à l'étage. Bon, bah c'est d'accord. Je voudrais réserver la chambre. Vous avez la carte d'adhérent? Ah oui, bien sûr. Votre nom? Amada. Philippe Amada. Philippe Amada. C'est bon. Réservation pour samedi prochain, le 14, une chambre à trois lits. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Oui, merci. Ensuite, chúng ta quan sát vào page tiếp theo. Các bạn quan sát phần aide de mémoire. Cách trả lời và cách nói. Merci. Remercier et réagir.
Chúng ta sẽ cùng cảm ơn ai đó bằng những cấu trúc câu merci, merci beaucoup, je vous remercie. Và khi trả lời đối với bạn bè, ta chỉ cần trả lời đơn giản de rien à tous. Nhưng đối với những người ở tuổi cao hơn, những người ở trên chúng ta, hoặc là những người có cấp vị cao hơn chúng ta, hay là những người mà chúng ta cảm thấy chúng ta cần phải có những cái mối quan hệ xã giao trang trọng lịch sự, chúng ta lại là je vous en prie. Tôi rất là gì? Chẳng có gì đâu, không có gì cứ thưa ngài, vân vân. Bài số 8 là bài tập nói của chúng ta. Bài tập nói là à deux, choisissez un des hôtels et jouez la salle. Vous arrivez à l'hôtel et vous parlez avec le ou la réceptionniste. Les informations suivantes doivent apparaître. Les dates, le nombre de jours, le nombre de personnes, le prix de la chambre, le confort de la chambre. Như vậy không khác gì chúng ta gì thực hiện một cuộc hội thoại về ghê giặc, về đặt phòng, đúng không ạ? Trong khách sạn các bạn này cũng đặt phòng, hoặc các bạn nào xem bộ phim Le Français avec Victor, các bạn có thể sử dụng những cụm từ đó để chúng ta sử dụng là que désirez-vous, ngài muốn gì ạ, je vous voudrais, tôi muốn, vân vân, sử dụng thức conditionnel au présent để nói, hoặc chúng ta dùng những từ ở présent de l'indicatif, is ok. Bài số 6, chúng ta chú ý phần ngữ âm, đó là câu hỏi lên giọng hoặc xuống giọng. Nếu như câu hỏi có từ để hỏi, tức là câu hỏi mà chúng ta dùng với est-ce để trả lời uy nông ấy, thì chúng ta hãy xuống giọng. Est-ce que vous avez des chambres doubles? Est-ce que vous avez des chambres doubles? Nhưng nếu như không có est-ce mà chúng ta dùng câu khẳng định đã phải lên giọng thì người ta biết đó là câu hỏi. Vous avez des chambres doubles? Vous avez des chambres doubles? D'accord. Chúng ta chuyển sang phần đọc hiểu bút ngữ. Indiquer un itinéraire, chỉ đường. Trước hết chúng ta sẽ cùng quan sát bảng chỉ đường. D'accession, chúng ta sẽ học một số cụm từ để chỉ đường. Pour venir à pied depuis la gare SNCF, để mà đi bộ từ nhà ga SNCF. Aller tout droit face à la gare pour emprunter la rue piétonne Jacques Clemenceau. Tournez à gauche, rue Aimé-Rameau. Traversez le boulevard Pelletan. Prendre la rue du Pont-Vieux, traverser le pont Kemben, vue sur la cité. Aller toujours tout droit sur la rue Trival. Tournez à gauche, rue Nadeau, ça commence à montrer. Vous voici à la porte Nabolaise, entrée principale de la cité. L'auberge de jeunesse se trouve dans la rue Trancavel. En haut à gauche de la rue principale. Oui, Romarvien ou vấn đề chỉ đường ở đây chúng ta chưa cần biết người ta đi đến đâu, nhưng các bạn hãy cùng chú ý những cụm từ để chúng ta biết là người ta sẽ đi đến đâu. Aller tout droit, đi thẳng. Đi thẳng. Đó. Sau đó tourner à gauche, rẽ trái tại phố Oui Anibigao. Traverser, đi qua, vượt qua. Pont de G là đi vào con phố. Traverser, đi qua cầu. Pont là cầu. Aller toujours tout droit, tiếp tục đi thẳng. Tourner à gauche, rẽ trái. Vậy tourner à droite, rẽ phải. Ở đây các bạn thấy cổng hoặc là cái bưu điện, cái cổng Nabonese là cái cổng vào chính của cái La Cité. Đó. Đây, Porte Nabonese. Sau đó chúng ta đi tìm cái l'auberge de jeunesse. Nào chúng ta cùng theo nha. Aller tout droit face à la gare pour emprunter la rue piétonne. Chúng ta cùng đi nè. La rue piétonne. Jacques Clemenceau. Sau đó rẽ trái ạ. Tourner à gauche rue Aimé Gamon. Đây, Aimé Gamon đây. Traverser le pont. Đây chúng ta có pont rue đây. Hãy rẽ đi theo đường này. Sau đó đi ra đây. Tiếp theo là gì ạ? Traverser le boulevard Pétain. Le boulevard. Oui, le boulevard. Tiếp theo, traverser le pont Quebec vu la cité. Le pont vieux. Đây, le pont vieux đây. Allez toujours tout droit. Tiếp tục đi thẳng.
Sulawesi Tribal. Đó, đến đây rồi, chúng ta đến đây chúng ta sẽ đi thẳng cái con phố Tribal. Tiếp, tuốc nè Agos Aguinaldo. Đến đây, đến con phố này thì chúng ta sẽ rẽ theo con Nado. À, đi theo con Nado. Sau đó đi Monte. Voici la porte. Đi tiếp, tiếp đến cái Porte Nabonese là lối vào của cái city, đúng không? Và đó ta sẽ thấy là gì? L'auberge de Jesu dans la rue Tronvacan. Đây, la rue Tronvacan. Cái mà cao nhất, đó, đây chính là L'auberge de Jeunesse. Bây giờ chúng ta đi vào. Đã có. Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ học cách chỉ đường. Nào các bạn cùng quan sát phần quanh long để chúng ta ôn lại các cấu trúc câu. Tourne à droite, rẽ phải. Đây là gì ạ? Đi theo con phố nào đó thì prendre cái gì gì đó. Tourne à gauche, rẽ trái. Traverser le pont, đi lên cầu. Và aller tout droit, đi thẳng. Chúng ta học cách chia động từ prendre ở thức indicative và động từ dire sang le. Động từ prendre ta chia như sau: je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils en prennent. Lặp lại cách phát âm nhé, mình đọc lại: je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Động từ descendre, đi xuống: je descends, tu descends, il descend, elle descend, nous descendons, vous descendez, in their song, and their song. Chúng ta có bài tập số 12 là bài viết. Dans un mail à un ami, indique ici une gare pour revenir chez vous à partir de la gare ou de chez nous. Chúng ta hãy chỉ đường cho bạn của bạn đến nhà của mình. Thực ra nếu đơn giản, các bạn có thể dùng luôn bản đồ này để các bạn chỉ đường. Các bạn hãy coi nhà bạn là một trong những cái nơi nào đó ở trong khu La Cité này. Hoặc các bạn hãy vẽ một cái bản đồ đơn giản thôi để chúng ta chỉ được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bài tập. Chú ý phần viết, các bạn có thể viết gửi mình qua mail hoặc qua Facebook. Địa chỉ mail của mình đó và Facebook: sát Nguyễn Việt TNU 95@gmail.com, đúng không? Hoặc địa chỉ Facebook là Nguyễn Việt Lớp Ellis. Ok. Tiếp tục bài tập của chúng ta hôm nay có những bài sau. S'informer sur l'hébergement, remettre le dialogue dans l'ordre. À, ở đây là đoạn đối thoại bị sắp xếp lộn xộn. Các bạn ấy sắp xếp lại giữa le client, khách hàng, và la réceptionniste, nhân viên lễ tân. Poser des questions pour s'informer. Complete le dialogue avec les questions. Chúng ta thiếu câu hỏi. Các bạn ấy đặt câu hỏi. Ví dụ: Philippe et Frank préparent le week-end à Carasol. Tình huống cho là Philip và Frank đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần này ở Carcassonne. À. Như các bạn đã biết, họ chuẩn bị đi nghỉ đến Auberge de Jeunesse à la Carcassonne. Oui, j'achète le billet cet après-midi. Vậy đã hỏi là: est-ce que tu achètes le billet cet après-midi? À, non. Anh đi kì anh itinéraire là gì ạ? Appareil photo là máy chụp ảnh nha. À, appareil photo. L'agence là văn phòng này. Anh đi kì anh itinéraire. Các bạn hãy gì ạ? Hoàn thiện các cái dưới đây. Plusieurs réponses possibles. Ví dụ như một cái có thể nối được hai cái. Vous tournez, bạn rẽ. Tournez à gauche, tournez de droite. Vous allez tout droit. Traverser, prenez et descendez. Và sau đó các bạn hãy tìm, với mỗi một cái bức tranh này, các bạn hãy tìm ra cách chỉ đường đúng nhất cho các bức tranh. Hãy chia động từ prendre và động từ descendre. Bài số 5: Complétez avec les verbes prendre ou descendre au présent de l'indicatif. Pour venir, vous, le train ou la voiture, nous, l'autre voiture, in, à quel langage? C'est simple, in, au terminus, à Marseille, je, le bus ou le taxi, ou à taxi. Ce n'est pas loin d'ici, tu, le bus ou tu, à la station. Suivante: Julien, l'avion, Ladia et Sadri, le train, et elle ou
Al-Khazal. Bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách viết một carte postale. Et maintenant, je veux dire au revoir, à la prochaine.